trong trường hợp kịch bản ác mộng mang tên Đại chiến thế giới lần thứ 3 trở thành hiện thực, nó sẽ xuất hiện ở đâu? Miền đất Đông Âu, nơi người Nga và Ukraine đang giao tranh ác liệt. Lò lửa Trung Đông chưa một ngày hạ nhiệt suốt hàng ngàn năm qua. Bán đảo Triều Tiên vẫn đang luôn kề cận một cuộc chiến thống nhất. Hay eo biển Đài Loan, khi mà Trung Quốc đang dần cạn thời gian để chiếm lại quần đảo này. Đây đều là những điểm nóng trên thế giới mang cho mình tiềm năng phát động một cuộc chiến tranh toàn cầu mới. Tuy nhiên, nơi ẩn chứa nguy cơ lớn nhất lại là một khu vực nằm ở rìa Tây Thái Bình Dương xa xôi, giữa vùng trũng Đông Nam Á của thế giới. Đó chính là Biển Đông. Và kẻ phát động không ai khác chính là gã hàng xóm phương Bắc của Việt Nam. Các bạn thắc mắc vì sao ư? Vậy thì đừng rời mắt khỏi màn hình, vì tất cả sẽ được hé lộ trong video ngày hôm nay của Kiến thức Quân sự. Trước khi bắt đầu chuyến hành trình, đừng quên để lại một like và subscribe cho kênh Kiến thức Quân sự, vì sự ủng hộ của các bạn chính là động lực lớn nhất đối với toàn bộ ekip. Còn bây giờ, hãy đến với nội dung chính. Có thể các bạn đã biết, Biển Đông hay còn gọi là Biển Nam Trung Hoa theo cách gọi quốc tế là một vùng biển kéo dài từ eo Malacca ở phía Tây tới tận eo biển Đài Loan ở phía Đông. Đây là khu vực mà bất kỳ một quốc gia nào đều muốn vươn lên thành hàng siêu cường. Chẳng hạn như Trung Quốc buộc phải tìm cách kiểm soát và khai thác. Một trong những lý do lớn nhất đó là vì vai trò quyết định đến sự sống còn của nó đối với nhiều quốc gia. Theo ước tính, Biển Đông đang nắm giữ trữ lượng ít nhất là 11 tỷ thùng dầu. Và cho những ai chưa biết thì thùng ở đây là đơn vị đo thể tích của hệ đo lường Anh, Mỹ, thường được áp dụng với các loại chất lỏng như rượu, bia và dầu. Một thùng chứa 42 gallon chất lỏng, tức 158,9 lít. Và cứ 7 thùng dầu sẽ tương đương với 1 tấn. Như vậy, 11 tỷ thùng dầu sẽ là gần 1,6 tỷ tấn dầu. Thêm vào đó, vùng biển này đang sở hữu 5.377 tỷ mét khối khí thiên nhiên, cũng như là nhà của một trong những nền ngư nghiệp giàu có bậc nhất trên thế giới, chiếm tới 15% tổng tiềm lực nghề đánh bắt thủy hải sản toàn cầu. Không chỉ có vậy, nhiều loại đất và kim loại hiếm, ví dụ như Ichi, vốn là vật liệu chiến lược thúc đẩy sự phát triển cho một nền kinh tế hiện đại phụ thuộc vào các ngành công nghệ kỹ thuật cao, cũng có thể được tìm thấy ở Biển Đông. Ngoài ra, khu vực này còn là một trong những nút giao quan trọng trên tuyến đường giao thương huyết mạch và nhộn nhịp thứ hai của thế giới chỉ sau Địa Trung Hải. Theo một đánh giá được thực hiện vào năm 2021, mỗi năm có một khối lượng hàng hóa trị giá 5,3 nghìn tỷ đô la, tương đương 22% tổng lượng vận tải thương mại quốc tế đi qua Biển Đông. Trong đó bao gồm 40% tổng sản phẩm dầu mỏ trên thế giới, 60% lượng vận tải thương mại đường biển và 1/3 tổng lượng vận chuyển hàng hải toàn cầu. Đồng thời, một số nền kinh tế hàng đầu trong thế giới cũng phụ thuộc vào tuyến đường này, ví dụ như Trung Quốc và Nhật Bản, với lần lượt là 65% và 42% tổng lượng thương mại của họ phải đi qua khu vực đó. Nhìn vào những số liệu vừa rồi, không khó để đưa ra nhận định rằng Biển Đông đích thực là một kho báu vô giá có 102, là chiếc chén thánh mang trong mình khả năng biến bất kỳ thế lực mới nổi nào có tham vọng trở thành một siêu cường thực sự. Bên cạnh những thuận lợi về tài nguyên và thương mại mà Biển Đông đem lại, chúng ta cũng cần xem xét tình hình của Trung Quốc để hiểu tại sao cái lưỡi bò tham lam của họ lại thèm thuồng muốn liếm sạch toàn bộ khu vực này đến thế. Hiện tại, quốc gia này đang gặp phải một vấn đề hết sức nghiêm trọng, một vấn đề ảnh hưởng đến sự tồn vong của cả quốc gia, đó là an ninh lương thực của xứ tỷ dân đang ở trong tình trạng báo động đỏ khi phụ thuộc rất nhiều vào lương thực nhập khẩu. Năm 2017, đại lục đã phải mua của nước ngoài số lượng lương thực khổng lồ có giá trị lên đến 104,6 tỷ Mỹ Kim, trong khi chỉ xuất khẩu 59,6 tỷ. Hơn thế nữa, xét riêng về sản xuất ngũ cốc, tỷ lệ sản xuất và tiêu thụ của ngành nông nghiệp xứ tỷ dân là 1-1, tức là làm bao nhiêu ăn bấy nhiêu và không có dư để đưa vào kho dự trữ lương thực quốc gia. Khi so sánh với các quốc gia khác có tỷ lệ sản xuất gấp 1,4 lần tiêu thụ như Úc,
và đặc biệt là đối thủ trực tiếp của họ Hoa Kỳ, thì rõ ràng năng lực của nền nông nghiệp Trung Quốc đang tụt lại phía sau một khoảng cách rất dài. Đồng thời, mức độ tăng trưởng của nền kinh tế đại lục đã tạo ra một tầng lớp trung lưu đông đảo, có học thức và nhu cầu phức tạp cả về số lượng và chất lượng thực phẩm, qua đó đặt một gánh nặng không nhỏ lên nguồn lực quốc gia. Vì vậy, Trung Quốc buộc phải dựa vào lương thực nhập khẩu để đáp ứng nhu cầu của 1,45 tỷ miệng ăn, chiếm gần 1/6 dân số thế giới của họ. Như thể mọi việc còn chưa đủ tồi tệ, quỹ đất canh tác 127,87 triệu hectare của Trung Quốc, tức khoảng 7% tổng diện tích đất canh tác trên toàn thế giới, đã giảm mất 7,5 triệu trong 10 năm qua. Và hiện tại thì tỷ lệ chỉ còn là 850 m² trên bình quân đầu người. Thêm vào đó, không chỉ số lượng mà ngay cả chất lượng môi trường nông nghiệp của xứ tỷ dân cũng trong tình trạng vô cùng tồi tệ. Ước tính có đến 60% lượng nước ngầm của Trung Quốc có chất lượng kém hoặc rất kém. 15,5% trong số đó thì ô nhiễm đến mức không thể sử dụng được ở bất kỳ trường hợp nào. Cùng với đó, tình trạng ô nhiễm đất lan rộng và đã phá hủy hàng ngàn km vuông đất trồng trọt, đặc biệt là ở các địa phương miền Nam nước này. Trong khi đó, vào giai đoạn 2018-2019, Trung Quốc đã phải tiến hành tiêu hủy hơn 1 triệu con lợn như một nỗ lực nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch tả lợn châu Phi, trực tiếp đẩy sản lượng sản xuất thịt tụt mất 21,3% và buộc họ phải tăng số lượng thịt lợn nhập khẩu từ Hoa Kỳ thêm 258%. Hơn nữa, cho dù là nhà sản xuất và xuất khẩu thủy hải sản lớn nhất thế giới, thì chớ trêu thay, Trung Quốc cũng là quốc gia nhập khẩu mặt hàng này nhiều thứ ba, trong khi tình trạng đánh bắt quá mức đang khiến nghề cá của nước này dần đuối sức và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh kế của ngư dân. Trước tình hình đó, các lãnh đạo Trung Quốc không thể không thừa nhận rằng họ cần lương thực nhập khẩu và chiếm được Biển Đông sẽ đảm bảo sự thông suốt của tuyến đường cung cấp thực phẩm. Đồng thời, nguồn thủy hải sản dồi dào của khu vực này là tiền đề để mở rộng năng lực sản xuất lương thực của họ. Bên cạnh đó, với nền kinh tế phát triển mạnh mẽ và dân số 1,45 tỷ người, Trung Quốc đã trở thành quốc gia tiêu thụ năng lượng nhiều nhất thế giới từ năm 2010. 3 năm sau, đại lục chiếm lấy vị trí nhà nhập khẩu dầu thô lớn nhất. Và kể từ đó đến nay, thì nhu cầu năng lượng của đất nước này chỉ tăng chứ không có giảm. Vì vậy, tương tự như đối với lương thực, Trung Quốc buộc phải duy trì khả năng kiểm soát các tuyến đường vận chuyển qua Biển Đông để đảm bảo nguồn cung cấp năng lượng. Không chỉ giúp đại lục giải quyết những vấn đề nội bộ, mà một điểm mấu chốt khác đó chính là làm chủ được Biển Đông cũng đồng nghĩa với việc làm chủ tài nguyên và nền kinh tế của quốc gia phụ thuộc vào hoạt động vận tải biển đi qua khu vực này. Do đó, không có gì ngạc nhiên khi Trung Quốc với quân đội đang dần mạnh mẽ hơn và ngày một hung hăng trong các hành động nhằm mở rộng sức ảnh hưởng trên Biển Đông. Vậy thì đại lục sử dụng cách cớ gì để biện minh cho những động thái của mình? Dựa trên những bằng chứng lịch sử do họ đưa ra, mà cụ thể là cái được gọi với tên bản đồ đường 9 đoạn hay đường lưỡi bò hoặc đường chữ U, Trung Quốc đã chủ trương và đơn phương tuyên bố chủ quyền đối với một vùng lãnh hải chiếm đến 90% diện tích Biển Đông. Cho đến hiện tại, nguồn gốc của tấm bản đồ này vẫn chưa được thống nhất. Có người cho rằng vào năm 1947, sau khi chiến tranh thế giới thứ hai, Trung Hoa Dân Quốc đã tổ chức một chuyến đi khảo sát trái phép kéo dài 2 tháng từ đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa đến đảo Ba Bình thuộc Trường Sa. Sau chuyến đi, chỉ huy Lâm Tuân cùng một số thuộc hạ thân tín ngồi lại cùng nhau và vẽ ra bản đồ 11 đoạn, tuyên bố chủ quyền với vùng biển kéo dài từ phía đông đảo Đài Loan, đi xuống sát quần đảo Mã Lai và ngược lên ăn dọc theo bờ biển Việt Nam. Tấm bản đồ này được giao cho Bộ Nội chính Trung Hoa Dân Quốc in ấn vào tháng 10 năm 1947. Cũng có thông tin khẳng định đường chữ U lần đầu tiên xuất hiện trên bản đồ các đảo trong biển Nam Trung Hoa được Vụ Địa lý của Bộ Nội vụ Trung Quốc xuất bản vào năm 1948. Một số người khác còn cố đẩy thời gian xuất xứ của con đường này xa hơn nhằm mục đích giải thích có lợi cho Trung Quốc. Họ cho rằng đường chữ U xuất hiện từ năm 1914 và đến tháng 12 năm 1947, một viên chức của Chính phủ Trung Hoa Dân Quốc đã vẽ lại đường này cho một bản đồ cá nhân để thể hiện quan điểm của mình khi nghe tin Pháp chiếm đóng các đảo thuộc quần đảo Trường Sa. Đến năm 1949, khi cuộc nội chiến quốc cộng lần thứ hai đã đến hồi ngã ngũ, nhà nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa do Đảng Cộng sản lãnh đạo ra đời và giành quyền kiểm soát Trung Hoa đại lục. Bản đồ 11 đoạn tiếp tục được sử dụng. 4 năm sau, không rõ lý do tại sao bản đồ 11 đoạn được sửa thành 9 đoạn, bỏ đi 2 đoạn thể hiện chủ quyền đối với Vịnh Bắc Bộ. Mặc dù vậy, âm mưu của Trung Quốc về cơ bản vẫn y nguyên,
đó là nuốt trọn Biển Đông, vươn lên thành cường quốc biển, từ đó trở thành siêu cường số 1 bá chủ thế giới. Nhằm hợp pháp hóa cho tính chính danh của bản đồ đường 9 đoạn, chính quyền Trung Quốc đã trắng trợn tuyên bố rằng Biển Đông thuộc chủ quyền của họ từ rất lâu trước khi bị xâu xé bởi bàn tay của các đế quốc phương Tây và Nhật Bản. Thậm chí theo các hồ sơ mà Trung Quốc đưa ra thì họ đã hiện diện, kiểm soát và phát triển tại quần đảo Trường Sa từ tận thế kỷ thứ 2 trước Công Nguyên. What? Thế nhưng, trên tất cả, các pháp sư Trung Hoa đã thể hiện năng lực ma pháp của mình, cố tình nắn câu bẻ chữ một số văn kiện được cộng đồng quốc tế công nhận. Ví dụ như tuyên bố Cairo năm 1934, tuyên bố Potsdam năm 1945 và hiệp ước San Francisco năm 1951 để làm luận cứ củng cố cho yêu sách của mình. Cụ thể, tuyên bố Cairo nêu rằng Nhật Bản phải bị loại ra khỏi tất cả các đảo ở Thái Bình Dương mà Nhật đã chiếm đóng từ khi bắt đầu chiến tranh thế giới thứ nhất năm 1914 và tất cả những lãnh thổ Nhật đã chiếm của Trung Quốc như Mãn Châu, Đài Loan và Bành Hồ sẽ được trao trả cho Trung Hoa Dân Quốc. Như vậy, theo tuyên bố này, phần lãnh thổ của Trung Quốc ở Thái Bình Dương được quốc tế công nhận trao trả chỉ gồm Mãn Châu, Đài Loan và Bành Hồ mà không có hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Cùng với đó, tuyên bố Potsdam cũng chỉ cho phép Trung Hoa Dân Quốc giải giới quân đội Nhật Bản ở quần đảo Hoàng Sa, chứ không cho phép thu hồi quần đảo này. Tuy nhiên, trong mắt Trung Quốc, thì vào năm 1939, Trường Sa và Hoàng Sa đã bị Nhật Bản chiếm từ tay Pháp. Đến năm 1945, Trung Hoa Dân Quốc đã được các cường quốc đồng minh giao cho tiếp nhận sự đầu hàng của Nhật ở Biển Đông và qua đó tiếp nhận quyền tài phán đối với hai quần đảo. Tuy nhiên, những tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc đã và đang không được công nhận, đồng thời bị cộng đồng quốc tế lên án kịch liệt là vô căn cứ. Vì lẽ đó, đại lục đã chọn cách khẳng định quan điểm sai trái của mình một cách vô cùng cứng rắn thông qua vũ lực và thách thức bất kỳ ai dám ngăn chặn nỗ lực đó. Đến đây, có thể các bạn sẽ thắc mắc rằng các tòa án quốc tế ở đâu trong trường hợp này và chẳng phải họ có nhiệm vụ giải quyết tranh chấp giữa các quốc gia hay sao? Câu trả lời thì đúng là vậy. Thế nhưng các tòa quốc tế không có một lực lượng nào để thi hành phán quyết của mình, đồng nghĩa với việc họ hầu như không có quyền lực thực sự. Và vào năm 1974, Trung Quốc đã xâm chiếm quần đảo Hoàng Sa, lúc đó đang nằm dưới sự kiểm soát của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa. Một năm sau, kháng chiến chống Mỹ kết thúc, hai miền Nam Bắc thống nhất dưới lá cờ của chính quyền Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Từ đó nghiễm nhiên sở hữu chủ quyền chính đáng với Hoàng Sa và do đó trở thành bên tranh chấp tại khu vực này với Trung Quốc đến tận ngày nay. Đến năm 1988, Việt Nam và Trung Quốc giao tranh giành quyền kiểm soát quần đảo Trường Sa. Kết quả là 64 chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam, trong đó có người mới chỉ là học viên trường sĩ quan Hải quân, đã vĩnh viễn gửi thân lại dưới đáy biển để bảo vệ chủ quyền biển đảo của đất nước. 7 năm sau, Trung Quốc đụng độ với Philippines tại đá Vành Khan thuộc quần đảo Trường Sa. Năm 2011, xung đột lại tiếp tục nổ ra giữa hai nước này tại bãi cạn Scarborough, nơi mà Philippines tuyên bố là vùng đặc quyền kinh tế của họ. Đầu tháng 4 năm 2012, căng thẳng bắt đầu leo thang khi vào ngày 8, một máy bay trinh sát của Hải quân Philippines phát hiện 8 tàu cá Trung Quốc xuất hiện ở khu vực bãi cạn. Ngày 11, hải quân hai nước bắt đầu trao hỏi nhau bằng đạn pháo. Kết cục là đến ngày 18, Trung Quốc đã giành chiến thắng và thành công chặn các tàu của Philippines, không cho tiến vào vùng hồ nước mặn của bãi cạn. Kể từ đó, họ đã duy trì kiểm soát hiệu quả và đưa quân đến đồn trú lâu dài trên bãi cạn Scarborough. Một năm sau vụ xung đột, Philippines đã kiện Trung Quốc ra tòa trọng tài thường trực tại La Hay. Năm 2016, tòa ra phán quyết rằng yêu sách của Trung Quốc về các quyền lịch sử đối với các vùng biển nằm trong đường 9 đoạn là trái với Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển. Đồng thời, Trung Quốc không có tư cách lịch sử đối với các vùng biển ở Biển Đông và không có cơ sở pháp lý để đưa ra những tuyên bố về các quyền lịch sử đối với những nguồn tài nguyên trong đường 9 đoạn. Cũng theo tòa trọng tài thường trực, không một đảo nào thuộc quần đảo Trường Sa tạo cho Trung Quốc quyền có vùng đặc quyền kinh tế. Tuy nhiên, như đã nói, các tòa quốc tế, ở đây là tòa trọng tài thường trực, không có lực lượng thi hành phán quyết. Do vậy mà có lẽ khi nhận được tờ quyết định, Bắc Kinh sẽ chỉ cười khẩy một cái đầy khinh bỉ và nhìn nó như thể là một tờ giấy rác. Không chỉ coi thường phán quyết của tòa trọng tài thường trực, mà Trung Quốc còn tiếp tục đẩy mạnh tiến hành kế hoạch nuốt trọn Biển Đông. Từ năm 2013 đến 2015, họ bắt đầu cho xây dựng và cải tạo quân sự hóa các đảo nhân tạo xung quanh những vị trí đã chiếm được ở quần đảo Trường Sa.
Vào tháng 3 năm 2022, Đô đốc Aquilino, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Ấn Độ-Thái Bình Dương của Hoa Kỳ thông báo rằng Trung Quốc đã quân sự hóa hoàn toàn ít nhất là 3 trong số những hòn đảo nhân tạo mà họ xây dựng nhiều năm qua, bao gồm đá chữ thập, đá vành khăn và đá Subi. Tại đó, họ đã xây nên những căn cứ với sân bay cho tiêm kích và cả máy bay ném bom, cùng với đó là lắp đặt các hệ thống tên lửa chống hạm và phòng không, cũng như thiết bị laser và gây nhiễu. Đây được xem là một phần động thái của Trung Quốc nhằm đáp trả các hoạt động tự do hàng hải của Hoa Kỳ tại Biển Đông. Có thể các bạn đã biết, kể từ khi lập quốc, Mỹ luôn đặt ưu tiên trong việc duy trì tự do hoạt động trên biển, đồng thời nhấn mạnh vai trò của hải quân và không quân trong việc bảo vệ lợi ích này trên toàn cầu. Do đó, vào năm 1979, họ đã triển khai chương trình hoạt động tự do hàng hải nhằm tăng cường sự hiện diện trên biển. Cũng trong năm 2022, một chiếc máy bay tuần tra P-8A Poseidon của Hải quân Hoa Kỳ khi bay đến gần các đảo nhân tạo do Trung Quốc xây dựng đã liên tục nhận được cảnh báo từ phía Trung Quốc rằng họ đã và đang xâm phạm trái phép lãnh thổ Trung Quốc và ra lệnh cho máy bay rời đi. Trung Quốc có chủ quyền đối với quần đảo Trường Sa cũng như các vùng biển xung quanh. Hãy rời xa ngay để tránh những hiểu lầm không đáng có. Tuy nhiên, máy bay Mỹ đã bác bỏ cảnh báo và tiếp tục thực hiện tuần tra một cách thách thức. Trong những khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng đầy căng thẳng và trước sự chứng kiến của hai nhà báo trên máy bay, vị phi công đã trả lời qua radio rằng đây là một máy bay hải quân có quyền miễn trừ quốc gia của Hoa Kỳ đang tiến hành các hoạt động quân sự hợp pháp bên ngoài không phận của bất kỳ quốc gia ven biển nào. Việc thực hiện các quyền này được đảm bảo bởi luật pháp quốc tế và tôi đang hành động với sự tôn trọng thích đáng đối với các quyền và nghĩa vụ của tất cả các quốc gia. Như vậy, quan điểm của hai bên đã được thể hiện một cách không thể rõ ràng hơn. Trung Quốc coi quần đảo Trường Sa là lãnh thổ và do vậy có quyền bảo vệ nó. Trái lại, Hoa Kỳ phủ nhận tuyên bố đó và vẫn tiếp tục các hoạt động của họ. Chính những mâu thuẫn và xung đột này được một số chuyên gia đánh giá là yếu tố có khả năng cao nhất dẫn đến chiến tranh. Nhằm duy trì sự tự do cũng như ngăn chặn sự bành trướng hung hăng của Trung Quốc ở Biển Đông, từ năm 2015, Hoa Kỳ đã triển khai chương trình hoạt động tự do hàng hải tại khu vực này với một trong hai hình thức bao gồm di chuyển thông thường hoặc tập trận công khai. Đương nhiên, họ sẽ không thông báo hay cần Trung Quốc chấp thuận để tiến hành các hoạt động này trong khu vực mà đại lục gọi là lãnh thổ đường chín đoạn. Hay nói cách khác, đây chính là một sự thách thức trực tiếp của Hoa Kỳ đến tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc trên Biển Đông, cho thấy họ coi những yêu sách của Bắc Kinh là hoàn toàn bất hợp pháp. Trong hoạt động tự do hàng hải đầu tiên trên Biển Đông diễn ra vào ngày 27 tháng 10 năm 2015, khu trục hạm USS Lassen của Hải quân Hoa Kỳ đã tiến vào phạm vi 12 hải lý, tới khoảng 22 km xung quanh các thực thể thuộc quần đảo Trường Sa, đang chiếm giữ bởi Việt Nam, Trung Quốc, Đài Loan, Philippines. Kể từ đó, các hoạt động tương tự liên tục được Hoa Kỳ tiến hành với tần suất tăng dần qua từng năm. Dĩ nhiên, Trung Quốc không thể ngồi yên nhìn kẻ thù ngang ngược ngay trên vùng lãnh thổ mà họ tuyên bố là của mình. Và trên thực tế đã có những lần mà chạm trán thiếu chút nữa đã xảy ra. Sau vụ tàu chiến Trung Quốc suýt đâm vào khu trục hạm của Mỹ khi nó đang đi trên Biển Đông vào năm 2018, các tàu hải quân đại lục lại có xu hướng trở nên hung ngang hơn trong việc bám đuôi và không ngại va chạm với hải quân Hoa Kỳ mỗi khi phát hiện đối phương đi qua những vùng mà họ tuyên bố là lãnh thổ. Từ đó kéo nguy cơ xung đột ngày một leo thang và khiến các chuyên gia quân sự phải bày tỏ sự quan ngại sâu sắc. Một số người còn lên tiếng kêu gọi chấm dứt hoạt động tự do hàng hải ở Biển Đông với lý do là rủi ro mà nó đem lại đang vượt quá lợi ích có thể đạt được. Đồng thời, cái giá của việc duy trì các quy tắc quốc tế thông qua biện pháp quân sự đã và đang tăng cao vượt mức mà công chúng Mỹ sẵn sàng để trả. Thay vào đó, Hoa Kỳ nên tận dụng những lợi thế của nền kinh tế lớn nhất thế giới để ép Trung Quốc thay đổi thái độ. Trên thực tế, không phải là họ chưa từng làm vậy. Hồi năm 2020, Bộ Thương mại Hoa Kỳ công bố lệnh trừng phạt 24 công ty Trung Quốc vì có liên quan đến hoạt động cải tạo và quân sự hóa trái phép các thực thể trên Biển Đông. Cụ thể, những công ty này sẽ bị cấm nhập khẩu công nghệ và một số mặt hàng được vận chuyển từ Hoa Kỳ, cho dù là bàn chải đánh răng hay là chất bán dẫn. Đồng thời, các cá nhân có quan hệ với những công ty này cũng bị áp đặt hạn chế về thị thực nhập cảnh vào Hoa Kỳ. Tuy nhiên, có một số giới hạn khá nghiêm trọng đối với lệnh trừng phạt này. Đó là hầu hết các công ty vừa được đề cập tới không nhập khẩu nguyên liệu từ Hoa Kỳ. Đồng thời, những hạn chế về thị thực hoàn toàn vô dụng. Trong khi đó, nếu Hoa Kỳ để lại mặt trận quân sự cho các nước tranh chấp với Trung Quốc ở Biển Đông, thì cũng sẽ không xoay chuyển được chính sách bành trướng của Bắc Kinh. Do vậy, can thiệp quân sự có lẽ là phương án khả dĩ nhất mà họ có thể thực hiện. Và điều này sẽ rất dễ trở thành ngòi nổ cho một cuộc chiến tranh thế giới mới. Bên cạnh những yếu tố quân sự và ngoại giao, thì vấn đề về lòng tự tôn dân tộc của các quốc gia tham gia xung đột ở Biển Đông cũng góp phần thúc đẩy căng thẳng tại khu vực này. Đối với Trung Quốc, đường chín đoạn đóng vai trò là biểu tượng cho sự kết thúc của bách niên quốc sỉ, tức 100 năm đất nước chịu sỉ nhục,
ám chỉ đến thời kỳ Trung Quốc bị xấu xẻ, chìm trong hỗn loạn và đói nghèo do bàn tay của các cường quốc châu Âu, Hoa Kỳ và Nhật Bản. Cùng với đó, nó đánh dấu giai đoạn Trung Quốc vươn lên giành lại địa vị bá chủ ở châu Á, vốn là vận mệnh hiển nhiên của họ. Từ xa xưa, người Trung Quốc đã hình thành tư tưởng dĩ hòa vi trung. Theo đó, Trung Quốc là trung tâm văn minh và ưu việt hơn tất cả các quốc gia khác. Suy rộng ra, họ đương nhiên có quyền thống trị và khai hóa, bảo hộ các giống man di xung quanh. Hay nói cách khác thì Trung Quốc là thiên triều lòng mang thiên hạ. Trong khi đó, đối với các quốc gia tranh chấp khác ở Biển Đông, thì lòng tự tôn dân tộc cũng quan trọng không kém và được thể hiện rõ nhất trên mặt trận văn hóa. Năm 2019, bộ phim Abominable bị cấm chiếu ở Việt Nam, Philippines và Malaysia. Năm 2022, Việt Nam và Philippines cấm chiếu Uncharted. Đến năm 2023, Việt Nam cấm chiếu phim Barbie. Nguyên do là bởi tất cả chúng đều có phân cảnh thể hiện đường lưỡi bò. Thậm chí ngay cả những phim có diễn viên tham gia ủng hộ đường lưỡi bò như John Wick Chapter 4 cũng không được phép ra rạp tại Việt Nam. Cùng với những hành động bảo vệ an ninh văn hóa của quốc gia, thì tinh thần bài Trung Quốc đang trở nên ngày càng gay gắt ở các quốc gia này. Nhân tố này tuy có khả năng tự thân, dù không gây ra một cuộc chiến toàn diện trên Biển Đông, nhưng nếu nó bị lợi dụng bởi Hoa Kỳ, đối trọng lớn nhất của Trung Quốc, thì kết quả có thể sẽ rất khác. Vốn là quốc gia đang tranh chấp từ góc độ chiến lược và kinh tế, sứ cờ Hoa cần phải tính đến yếu tố văn hóa khi đưa ra chính sách nhằm chống lại tham vọng bá quyền của Trung Quốc. Điều này không có mục đích gì khác ngoài lôi kéo đồng minh trong khu vực để bảo đảm tuyến đường vận tải đi qua Biển Đông không rơi vào tay Bắc Kinh, đặc biệt trong bối cảnh Mỹ đang thực hiện xoay trục châu Á Thái Bình Dương. Nhằm hiện thực hóa chiến lược này, Hoa Kỳ đã bắt đầu bằng việc tái khởi động diễn đàn đối thoại tứ giác an ninh dưới thời Tổng thống Donald Trump với bộ tứ kim cương bao gồm Hoa Kỳ, Úc, Nhật Bản và Ấn Độ. Cùng nhau, họ cam kết duy trì một khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và cởi mở, bất chấp việc Trung Quốc liên tục lên tiếng phản đối và coi nhóm bộ tứ là mối đe dọa. Trong lúc đó, quan hệ giữa Hoa Kỳ với đồng minh truyền thống của họ ở Đông Nam Á là Philippines ngày được một thắt chặt, qua đó cho phép quân đội xứ sở cờ Hoa hiện diện nhiều hơn ở Biển Đông. Đồng thời, người Mỹ cũng đang từng bước cải thiện và nâng cấp quan hệ song phương với Việt Nam, một nhân tố vô cùng quan trọng mà nếu lôi kéo được thì gần như nắm chắc chiến thắng trong cuộc xung đột ở Biển Đông. Lý do là vì chúng ta đang nắm giữ đệ nhất quân cảng Cam Ranh, và như các chuyên gia quân sự phương Tây nhận xét, ai làm chủ được Cam Ranh, người đó sẽ làm chủ được Biển Đông. Những tin tức này quả thực không hề đem lại tín hiệu tốt lành nào cho các lãnh đạo ở Bắc Kinh. Mặc dù trên thực tế thì Hoa Kỳ chưa tuyên bố chính thức về phe với bất kỳ quốc gia nào tham gia tranh chấp, và những gì họ muốn là tự do hàng hải. Thế nhưng không có nước nào trừ Trung Quốc là có khả năng và tham vọng để ngăn chặn sự tự do đó. Chính điều này đã khiến đại lục trở thành một đối tượng nguy hiểm trong mắt Washington. Ở chiều ngược lại, trăm năm chịu nhục đã là quá đủ với người Trung Quốc. Đây là thời gian để gã khổng lồ mới nổi này vươn lên trở thành nhà lãnh đạo mới của thế giới, và không kẻ nào, kể cả siêu cường số 1 của thế giới có thể ngăn cản họ. Và như chúng ta đều hiểu, kết cục khi hai thế lực hùng mạnh cả về kinh tế và quân sự đụng độ với nhau sẽ chỉ có chiến tranh. Như vậy, những phân tích và nhận định vừa rồi cũng đã kết thúc video về những lý do mà Trung Quốc sẽ bắt đầu một cuộc chiến tranh thế giới ở Biển Đông của kiến thức quân sự. Theo quý vị và các bạn, liệu một cuộc chiến như thế có thể xảy ra trong tương lai gần hay không? Nếu có thì hậu quả của nó sẽ thay đổi thế giới như thế nào? Đồng thời, Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng ra sao? Và động thái của chúng ta trước cuộc chiến đó là gì? Hãy đừng ngần ngại để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.